Xin giới thiệu với các bạn một cái bộ đầu bơm thủy lực hai chiều sử dụng bu ly. Cái bộ này thì có thùng dầu là 3 đến 4 lít. Có chế có tích hợp sẵn van hai chiều. Đây là hai cổng ra này. Đấy, các bạn kéo cần lên thì cây ben lên, kéo cần xuống thì cây ben xuống. Đây là đầu bơm đầu bu ly này. Đầu bu ly được tích hợp, bu ly này thì sử dụng đai bản B các bạn nhé. Đấy, bu ly đai bản B này. Đây là chiều quay nhé. Chiều quay con này được gọi là chiều quay thuận các bạn nhé. Đấy, theo hình mũi tên này, gọi là chiều quay thuận này. Đấy, con này thì tích hợp sẵn đầu bơm rồi. Đấy, thùng dầu, đầu bơm rất là tiện lợi. Đây, bình dầu này, van này, ốc này, trang bị cả ốc dầu nhé. Các bạn mua dây dầu thì bên em sẽ có dây 50, 1 mét, mét rưỡi và 2 mét. Thì tùy lựa chọn, bộ này sẽ đi kèm cần này, thùng dầu này, ốc dầu này. Các bạn lựa chọn cây ben như thế nào thì có thể mua thêm nhé. Đấy. Các bạn xem video nhớ đăng ký kênh, bật chuông thông báo để khi có cái video mới đăng lên thì các bạn sẽ nhận được thông báo. Mọi thắc mắc về giá cả xin liên hệ 0983 818 955. Các bạn có thể mua sản phẩm, em để link ở dưới video. Dưới video em sẽ để link đặt hàng. Các bạn có thể vào đó đặt hàng được nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.